Việt Audio Hà Nội xin kính chào toàn thể quý vị, toàn thể các anh chị em và các cô dì chú bác đang xem video testing của Việt Audio. Kính chúc quý vị một ngày an lành và có thật nhiều những phút giây sảng khoái với âm nhạc và có những phút giây hạnh phúc với những người thân yêu. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì em phối ghép một bộ combo hoàn hảo và đầy đủ để cho quý vị có thể thưởng thức âm nhạc tại nhà trọn vẹn nhất với những kết nối ok nhất. Vâng, thưa quý vị, đây là cục dàn của hãng Sony kết hợp cùng với cặp loa của hãng Panasonic. Cái cục dàn này nó là mã là CMT M35 và cái loa là SB HD7. Với các cái công năng của cục dàn gồm USB, CD, MD, FM radio, trên này nó có một cái cổng của tape nữa, thì em không chơi tape cho nên là cũng không có băng để thử và cũng không chơi đĩa MD. Thì em chỉ thử đĩa CD và các cái chức năng như là USB hoặc là chức năng AUX. AUX thì nó cắm vào cổng này và tai nghe bên này. Thì tai nghe có thể xuất âm ra cho các cái âm đi khác. Còn AUX thì mình cắm từ các cái thiết bị ngoại vi cắm vào, hoặc mình có thể dùng cái USB Bluetooth mình cắm thẳng vào đây để mình kết nối Bluetooth không dây. Cũng như là việc chúng ta có thể là dùng các cái các Bluetooth nó ok hơn về vấn đề tầm phát. Ví dụ như một cái đắc Bluetooth này em mua trên Lazada nó chỉ có tầm khoảng 100.000 đồng thôi, thì chúng ta có thể là cắm cái đắc Bluetooth này kết nối từ đây bằng cái jack 3.5 hai đầu để chúng ta có thể kết nối trên cái phổ rộng hơn. Chẳng hạn như với cái này thì được xa tầm 30 mét thì chúng ta có thể là ok đó, dí nó vào đây. Sau đó bật đến bên này thì nó sẽ lên Bluetooth. Còn hiện tại bây giờ em đang chơi CD. Với cái cặp loa này thì nó là bass 14 và một loa kép công suất rất là mạnh. Thế nhưng cái cục này nó cũng rất là khỏe, nó kéo khá là ok. Và đặc biệt rằng là khi kết hợp với nhau thì cho ra một cái giải âm nó rất là hay. Thưa quý vị, hay ở đây không phải là nói bằng mồm, mà hay ở đây là mình phải đánh giá theo ba yếu tố. Cái thứ nhất là cái âm hình nó rất là rộng, nó rộng hơn so với việc là các cái loa mini khác, vì đây nó là một cái loa dàn thuộc hệ chung rồi chứ không phải là mini nữa. Cái thứ hai, cái tiếng trầm rất là sâu. Riêng cái bát của cái em này thì em nghĩ quý vị không cần phải chơi súp làm chi, vì nhà em cũng có 6 con súp ở đây rồi, nhưng kết nối vào thì tiếng bát cũng không hơn được cái cặp loa này là mấy. Và cái thứ ba nữa là các cái giải chung rất là dễ nghe, và giải cao thì nó có cái độ chi tiết tốt, tiếng sáng. Sau đây thì mời quý vị lắng nghe một ca khúc đầu tiên. Đó. Quý vị nên đeo tai phone vào để cảm nhận nhé. Đó, bát cực sâu luôn, như súp luôn. Cái này thì cần gì có súp được đúng không ạ? Anh về quá trời.
Tiếp sau đây em kết nối Bluetooth với bộ dàn qua cái cục đáp Bluetooth kia. Và bây giờ mời quý vị lắng nghe một bản non-stop để thấy cái sự uy lực mạnh mẽ của nó. Bắt đánh dã man luôn, quê luôn quý vị ơi. Nhầm vào cái tắt màn hình mà quên mất rằng là mình đang nghe qua YouTube. Ai khóc nỗi đau này. Phòng tầm khoảng 20 mét vuông. Dạ, ok luôn quý vị ạ. Bánh rất đã. À con này càng đẹp lắm nhé. Rất chi ok, đã để bỏ vân đá rất đẹp. Dáng rất giống bức xeo của Avalon. Ê, càng đẹp lắm. Tiếp sau đây mời quý vị lắng nghe một bản acoustic. Ngoài hiên vắng giọt thấm cuối đông, trời chất nắng vườn đầy lá non, người lên tiếng hỏi người có không, người đi vắng về nơi bế chén rượu nồng với những cuộc tình bão tố lên đây, xin có một lần uống chén muộn phiền. Để ở khoảng cách như này thì nó tầm 63 phân, 63 cm. Nhà ví dụ dồn vào thì chắc là nó ít hơn đấy. Cửa cài đóng then, vườn mưa xuống hành lang tối tăm, về thôi nhé cổng trao cuối sân. Số cả cục sàn 30 quý vị ạ. 45 x 30 x 30. Loài hoa
trắng hồng. Vâng thưa quý vị, rất là hoành tráng, đa công năng, tiếng bass tốt, trung dễ nghe, giải cao sáng và hình thức rất là ok. Thế nhưng mà giá thì lại rất là hợp lý thôi, có 2,5 triệu cả bộ. Đó, cứ thế này về cắm điện là chơi thôi. Cắm USB vào cũng nghe được, nghe FM radio cũng nghe được. Hoặc là mình kết nối Bluetooth cũng chơi được. Liên chi thành công. Hoặc là mình cắm nó từ trên TV xuống qua đường cao ích này cũng chơi được tốt. Nguồn phát bây giờ thì nó quá là dễ dàng, quá là nhiều sự chọn lựa. Và với cái số tiền 2,5 triệu đồng thì em nghĩ nó rất là xứng đáng, vì không cần phải đầu tư thêm súp nữa mà tiếng vẫn cứ hay, vẫn cứ ok, tiếng ngọt lịm luôn. Và quý vị nào mà có nhu cầu bế em nó về để chơi thì cứ alo cho em theo số điện thoại 0954511460. Em ở Hà Nội và vẫn cứ ship hàng toàn quốc, ship đến mọi miền quê hương, và thậm chí bọn em vẫn gửi sang cả bên Lào với lại Campuchia luôn quý vị ạ. Một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Chúc quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ ạ.